Kính chào các bạn Hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ sách kế toán năm 2023 Sau khi các bạn làm báo cáo tài chính hoàn thiện Đến lúc chúng ta sẽ phải thực hiện in sổ sách Để phục vụ cho việc lưu trữ cũng như là sau này các bạn sẽ quyết toán với cơ quan thuế Để in được sổ sách thì các bạn sẽ phải hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ lên được báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán. Ở đây tôi sẽ sử dụng phần mềm kế toán MISA. khi in sổ chúng ta cần lưu ý, hiện tại các số chứng từ đang không theo thứ tự và không đều nhau, do đó các bạn cần phải thực hiện đánh lại các số chứng từ, sau đó chúng ta mới thực hiện in sổ thì như vậy ở sổ sách báo cáo của các bạn in ra sẽ được đẹp hơn. Trên phần mềm Misa, các bạn vào tiện ích chọn đánh lại số chứng từ, chọn khoảng thời gian là kỳ mà các bạn cần đánh lại số chứng từ và lần lượt chúng ta chọn loại chứng từ. Thứ nhất là chúng ta làm phiếu thu trước, các bạn nhấn lấy dữ liệu, giá trị bắt đầu phần số, bao giờ các bạn cũng để là một tổng ký tự phần tổng ký tự phần số sẽ là 5. 5 cộng với 2 tiền tố này chính là bằng 7. Như vậy độ dài của số chứng từ là 7. Sau đó các bạn nhấn lại đánh lại số chứng từ. Độ dài ký tự phần số này thì các bạn có thể tùy lựa chọn nếu như mà các bạn để độ dài phần số là 1 hoặc là 2 thì nó nhỏ quá, phần mềm sẽ không cho các bạn đánh. Do đó các bạn sẽ để tổng ký sự phần số là 5. Lúc này chúng ta sẽ thấy được các cái phiếu thu được chạy lần lượt từ 1 đến 26. Sau đó các bạn nhấn OK. Tiếp theo các bạn lại chọn phiếu chi. Tiền tố là phiếu chi. Giá trị bắt đầu phần số là 1. 1 cộng với lại tổng ký tự phần số là 5. 5 cộng 2 7. Sau đó các bạn đánh lại số chứng từ Chúng ta nhấn cất Tiếp theo các bạn lại đánh tiếp các cái loại chứng từ khác Nếu mà chứng từ nào mà các bạn lấy dữ liệu không có thì thôi Chúng ta có thể bỏ qua à, Đánh tiếp số chứng từ Và có cập nhật dữ liệu à, Tiền tố ở đây là 4 Thì ký tự phần số sẽ là 3 thôi 4 cũng bằng 7 Đánh lại số chứng từ Tương tự như thế các bạn sẽ đánh hết lại các loại số chứng từ còn lại Đánh xong thì chúng ta lần lượt đi xuất hoặc là in trực tiếp các cái sổ sách báo cáo trên phần mềm ra. Để biết được những cái sổ sách báo cáo các bạn cần in gồm những gì thì tại các giáo trình, giáo trình nào cũng vậy ở bên phía cuối giáo trình sẽ có sổ sách cần in khi quyết toán thuế và hướng dẫn in sổ sách trên phần mềm Misa. Các bạn nghe hai video này. Ở đây thì tôi sẽ tích vào sổ sách cần in khi quyết toán thuế thì phần mềm sẽ ra được danh sách các cái sổ sách các bạn cần in bao gồm thứ nhất là chứng từ đối với công ty bắt đầu thành lập thì các bạn cần những chứng từ gì hóa đơn thì sẽ bao gồm hóa đơn mua vào hóa đơn bán ra biên bản bán giao biên bản giao nhận đối với lại ngân hàng thì các bạn cần phải có sổ phụ sau kê ngân hàng mà ngân hàng đã in đóng dấu cho các bạn à, ngoài ra thì có các chứng từ khác như là ủy nhiệm chi giấy nộp tiền ủy nhiệm chi thì khi mà chúng ta chuyển tiền có ủy nhiệm chi rồi còn giấy nộp tiền vào ngân hàng thì khi mà các bạn giao dịch cũng có giấy nộp tiền rồi. Còn giấy nộp tiền thuế các loại thì các bạn sẽ phải vào trang thuế điện tử.gdt.gov.vn. Chúng ta đăng nhập. Sau đó các bạn vào phần nộp thuế, chọn tra cứu giấy nộp tiền. Các bạn thực hiện tiến hành tra cứu. Các bạn nhớ phải chọn ngày lập từ ngày đến ngày. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị ra cho các bạn giấy nộp tiền thì các bạn tích vào giấy nộp tiền đó. Sau đó các bạn nhấn in giấy nộp tiền. Đó là cái cách in In thì các bạn có thể in bằng phe ảnh hoặc là bằng pdf tùy các bạn xét thì khi giao dịch các bạn cũng có xét rồi Đấy, thì các bạn không cần phải in từ phần mềm tiếp theo là đến sổ tiền gửi ngân hàng nếu như mà công ty nào mà có từ hai ngân hàng trở lên thì các bạn phải in sổ tiền gửi chi tiết cho từng ngân hàng để in được sổ tiền gửi thì các bạn vào phân hệ báo cáo hoặc các bạn cũng có thể vào phân hệ ngân hàng báo cáo phân tích đều được nhưng ở đây khi in sổ thì tôi cứ thống nhất là tôi vào phần báo cáo để in cho đầy đủ. Các bạn vào phần ngân hàng, chọn sổ tiền gửi ngân hàng, chọn kỳ báo cáo, các bạn cần in sổ tiền gửi. Đối với ngân hàng mà có từ hai ngân hàng trở lên thì các bạn nhớ chọn tài khoản 112 chi tiết cho từng ngân hàng và phải chọn đúng số tài khoản ngân hàng mà các bạn cần in. Chọn lại tiền và tích bỏ cộng gộp các bút toán giống nhau đi. Sau đó các bạn nhấn vào đồng ý tại đây các bạn cũng có thể xuất khẩu ra file Excel được rồi nhưng các bạn nên nhấn vào chữ in để phần mềm in ra cho các bạn khổ giấy và thể hiện các cái biểu mẫu đi kèm luôn ở đây tôi chọn là khổ giấy A4 ngang và nhấn đồng ý và đây chính là sổ tiền gửi ngân hàng có thể hiện đầy đủ mẫu và thông tin công ty các bạn trong trường hợp nếu như mà các bạn sử dụng bản quyền của công ty Việt Hưng nhưng mà làm cho công ty các bạn thì lúc đó các bạn phải xuất khẩu ra Excel chúng ta lưu vào ổ sổ sách lưu vào một ổ nào đó sau đó để thay tên ở công ty Việt Hưng thành tên công ty các bạn thì các bạn sẽ nghe cho mình sẽ nghe cho tôi cái video là cách đổi tên công ty trong file Excel để ý ấn sổ sách kế toán ở tại trên YouTube của kế toán Việt Hưng còn trong trường hợp nếu mà đã là bản quyền của công ty các bạn thì các bạn có thể nhấn in trực tiếp từ phần mềm ra luôn đó là sổ tiền gửi ngân hàng, còn hợp đồng vay ngân hàng, hướng nhận nợ thì khi mà các bạn có vay tiền của ngân hàng thì đã có những chứng từ này rồi thì các bạn yêu cầu ngân hàng cung cấp để chúng ta lưu lại. Sau này khi quyết toán với cơ quan thuế sẽ phải trình ra để cơ quan thuế xem là chúng ta vay tiền với mục đích gì, cái chi phí lãi vay đấy có được ghi nhận là chi phí hợp lý hay không. Ngoài ra đối với ngân hàng, nếu như mà bạn nào muốn in tiếp phiếu thu, muốn in tiếp ủy nhiệm chi hoặc là À, giấy báo có thì các bạn có thể in trực tiếp từ phần mềm nhưng thường thì khi chúng ta giao dịch có rồi nên là các bạn không cần in nữa. Đối với phân hệ quỹ thì các bạn sẽ cần phải in các chứng từ như là phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt nếu phát sinh. Để in được phiếu thu, phiếu chi, tiền mặt thì các bạn sẽ phải vào phân hệ quỹ tại tab thu chi tiền này. Các bạn sẽ chọn kỳ mà các bạn cần in phiếu thu, phiếu chi, trạng thái chọn tất cả và nhấn lấy dữ liệu. Nếu các bạn muốn in phiếu chi thì chúng ta tích vào một phiếu chi bất kỳ nào đó. Sau đó các bạn nhấn vào mũi tên màu đen cạnh chữ in. Chọn tùy chọn in. Tại đây thì các bạn tích bỏ hết các ô vuông ở bên ẩn hiện mẫu chứng từ đi. Và chúng ta chỉ cần tích một mẫu phiếu chi thôi. Các bạn muốn in mẫu phiếu chi nào thì các bạn tích vào ô phiếu chi đó. Ở đây thì tôi chọn mẫu 02 TT. Còn các cái mẫu khác thì nó chi tiết và nó hai liên hoặc là mẫu song ngữ thì tôi không cần thiết nên tôi không tích. Sau đó các bạn sang phần in chứng từ. Nhớ tích chọn vào in theo lô. Mục đích của in theo lô là để một lần chúng ta thao tác phần mềm in tất cả các cái phiếu chi trong một năm luôn. Sau đó các bạn nhấn vào thực hiện. Chúng ta chọn khoảng thời gian và các bạn cần in, sau đó nhấn vào lấy dữ liệu. Ở đây lúc này chúng ta sẽ thấy ngày hạch toán đang được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Do đó các bạn tích chuột một lần vào chữ ngày hạch toán để phần mềm cập nhật lại ngày hạch toán, ngày chứng từ theo thứ tự tăng dần để khi mà các bạn in ra sổ sách thì chứng từ sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian luôn. Ở đây chúng ta tích vào tất cả các ô vuông này. Sau đó các bạn nhấn vào đồng ý. Nếu thông tin ở trên phía chi này đúng tên công ty các bạn thì các bạn nhấn vào chữ in thì chúng ta in trực tiếp từ phần mềm. Còn nếu thông tin không đúng thì các bạn sẽ phải xuất khẩu ra Excel, sau đó thay tên công ty Việt Hưng thành tên công ty các bạn. Chúng ta lưu vào một ổ sổ sách và để thay được tên thì các bạn nhớ là xem video hướng dẫn cách đổi tên trong YouTube của kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn. Tương tự đối với phiếu thu thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng mở bất kỳ một phiếu thu nào ra. Chúng ta cũng nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen cạnh chữ in này và tùy chọn in. Tại phần tab 2 ẩn hiện mẫu chứng từ các bạn cũng tích bỏ hết các mẫu đi và các bạn chỉ cần lấy một mẫu phiếu thu và chúng ta cần sau đó sang phần in chứng từ chọn vào in theo lô và nhấn vào thực hiện chọn khoảng thời gian sau đó các bạn tích chọn tất cả các ô và nhấp một chuột vào ngày hạch toán để phần mềm sắp xếp lại ngày tháng theo thứ tự tăng dần sau đó các bạn nhấn vào đồng ý nếu như thông tin trên phiếu thu đúng hết rồi thì các bạn nhấn vào chữ in để chúng ta in trực tiếp từ phần mềm phần mềm sẽ in lên cho các bạn tất cả các cái phiếu chi luôn còn nếu như phiếu chi Công ty trên phiếu chi không đúng thì các bạn nhấn vào xuất khẩu để chúng ta xuất ra file Excel để thay tên công ty Việt Hưng thành tên công ty các bạn. Đối với phân hệ kho thì chứng từ cần in sẽ là phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, lệnh sản xuất nếu có. Lệnh sản xuất thì thường đối với công ty sản xuất còn công ty dịch vụ thì sẽ không có. Tổng hợp tồn kho và sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Tiếp theo là các bạn in đến sổ quỹ tiền mặt. Thì để in sổ quỹ các bạn vào phân hệ quỹ, chọn báo cáo phân tích hoặc là các bạn có thể vào báo cáo chọn quỹ, chọn sổ chi tiết, quỹ tiền mặt cũng được. Tại đây thì tôi vào luôn báo cáo phân tích trong phân hệ quỹ. Tôi chọn tham số, chọn kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, chọn kỳ mà các bạn cần lấy dữ liệu và lúc này chúng ta tích vào tài khoản 111 chi tiết. Sau đó các bạn nhấn vào đồng ý, nhấn vào in, chọn đồng ý. Và đây chính là sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt. Các bạn nhấn vào xuất khẩu để chúng ta xuất khẩu ra Excel hoặc nhấn vào in để các bạn in trực tiếp từ phần mềm. Tiếp theo là chúng ta làm đến kho. Đối với kho thì các bạn sẽ in phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và lệnh sản xuất nếu có. Tổng hợp tồn kho và số chi tiết vật tư hàng hóa. Để in được phiếu nhập hoặc phiếu xuất các bạn phải vào phân hệ kho. Tại tab nhập xuất kho này các bạn chọn kỳ mà chúng ta cần in dữ liệu. Sau đó các bạn chọn loại là tất cả nhân lấy dữ liệu. Nếu chúng ta muốn in phiếu xuất kho thì các bạn tích vào một phiếu xuất kho nào đó kể cả xuất bán hàng hay là xuất sản xuất hay xuất cho dịch vụ thì đều được các bạn đều nhấn vào phiếu xuất kho nào đó sau đó các bạn chọn tùy chọn in tích bỏ tất cả các chứng từ bên tab ẩn hiện chứng từ đi sau đó chúng ta tìm đến phiếu xuất kho mẫu mà các bạn cần in phiếu xuất kho sau đó sang phần in chứng từ các bạn nhớ tích chọn vào in theo lô để phần mềm in tất cả các cái phiếu xuất kho trong năm ra rồi các bạn nhấn vào thực hiện Kỳ các bạn chọn là năm nay và tích chọn tất cả các phiếu xuất kho Nhấp một chuột vào chữ ngày hạch toán để phần mềm cập nhật ngày hạch toán theo thứ tự tăng dần Sau đó các bạn nhấn vào đồng ý Phần mềm sẽ kết xuất ra cho bạn tất cả các phiếu xuất kho trong một năm luôn Trên phiếu xuất kho này thì chúng ta nhấn vào in nếu như tất cả các thông tin trên phiếu xuất kho đúng Còn nhấn vào chữ xuất khẩu dạy Excel nếu như các bạn muốn chỉnh sửa thông tin Muốn xem thì các bạn nhấn Yes Còn không muốn xem phải Excel thì các bạn nhấn No Tương tự đối với phiếu nhập kho thì chúng ta cũng tích vào một phiếu nhập kho bất kỳ nào đó. Chúng ta nhấn vào à, mũi tên tam giác ngược cạnh chữ in này, nhấn vào tùy chọn in. Tích bỏ tất cả các ô vuông bên ẩn hiện mẫu chứng từ đi và chúng ta tìm đến mẫu phiếu nhập kho. Tại tab in chứng từ các bạn chọn in theo lô và nhấn vào thực hiện. Chọn kỳ mà các bạn cần lấy dữ liệu và tích vào tất cả các phiếu nhập kho. Tích một chuột vào chữ ngày hạch toán sau đó các bạn nhấn vào đồng ý. Các bạn có thể nhấn in trực tiếp hoặc là xuất khẩu ra Excel. Chúng ta đóng dữ liệu lại. Đối với lệnh sản xuất thì các bạn sẽ phải sang phần lệnh sản xuất và mở lệnh sản xuất nào đó ra. Sau đó các bạn cũng nhấn vào mũi tên tam giác ngược cạnh chữ in để chúng ta in. Thao tác giống như là phiếu nhập và phiếu xuất. Ở đây thì tôi không có lệnh nên là tôi sẽ không in. Tiếp theo là đến báo cáo tổng hợp tồn kho. Thì cũng trong phân hệ kho này các bạn vào báo cáo phân tích, nhấn chọn báo cáo, chọn tổng hợp tồn kho và chọn kỳ các bạn cần lấy dữ liệu. In kho nào, các bạn tích chọn kho đó để chúng ta theo dõi cho dễ. Ở đây tôi giả sử tôi in kho nguyên vật liệu thì tôi tích vào nguyên vật liệu, nhấn đồng ý. Đây là tổng hợp tồn kho nguyên vật liệu và sau này tôi sẽ đối chiếu giá trị còn lại trên tổng hợp tồn kho nguyên vật liệu này đối với lại dư nợ của tài khoản 152 trên bảng cân đối tài khoản. Tại đây thì các bạn nhấn vào chữ in và chọn khổ giấy là A4 dọc hoặc là A4 ngang tùy theo nhu cầu của từng công ty. Ở đây thì tôi sẽ chọn A4 ngang. Sau đó các bạn nhấn vào đồng ý. Và đây là mẫu của bảng tổng hợp tồn kho. Nếu như thông tin đúng thì các bạn có thể nhấn in trực tiếp từ phần mềm. Còn nếu muốn xuất khẩu ra Excel thì các bạn thì các bạn nhấn vào xuất khẩu Excel. Đối với sổ chi tiết vật tư hàng hóa, các bạn cũng thao tác tương tự, chúng ta nhấn vào chọn báo cáo, chọn sổ chi tiết vật tư hàng hóa, chọn kỳ mà các bạn cần in sổ chi tiết, kho thì chúng ta chọn từ kho và tích vào tất cả các vật tư hàng hóa đối với sổ chi tiết này các bạn có thể tích kho tất cả cũng được và chọn tất cả các cái vật tư hàng hóa sau đó chúng ta nhấn vào đồng ý và nhấn vào chữ in chọn khổ giấy A4 ngang bởi vì sổ chi tiết vật tư hàng hóa có nhiều cột các bạn nhấn vào đồng ý tại đây thì chúng ta nhấn vào xuất khẩu giấy Excel để các bạn muốn sửa các thông tin còn nhấn vào chữ in là để các bạn in trực tiếp từ phần mềm nếu như các bạn có bản quyền rồi thì chúng ta in trực tiếp từ phần mềm thì cái khổ giấy sổ sách nó sẽ đẹp hơn còn nếu xuất ra Excel thì các bạn phải căn chỉnh một chút nếu như mà máy nào có độ phân giải cao không vừa cái khổ giấy mà misa mặc định. Tiếp theo là đến mục lương và bảo hiểm. Thì đối với lại bảng lương, bằng chấm công hợp đồng lao động và các quyết định thì chúng ta sẽ làm ở ngoài Word hoặc là Excel. Ở trên giáo trình thì tại phần bảng lương tháng 1 đã có các cái biểu mẫu này rồi. Các bạn có thể tích vào để chúng ta tải về biểu mẫu xuống. Còn để in thì chúng ta in phía chi lương. Còn ủy nhiệm chi bảo hiểm thì khi mà chúng ta giao dịch với ngân hàng có ủy nhiệm chi rồi, các bạn không cần phải in nữa. Mà phiếu chi lương thì nằm ở trong phần phiếu chi mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách in phiếu chi rồi nên phiếu chi lương cũng nằm ở trong đó luôn. Tiếp theo là đến công cụ dụng cụ. Đây là những cái công cụ mà chúng ta mua về sử dụng cho động sản xuất kinh doanh nhưng mà có thời gian sử dụng lâu dài dưới 36 tháng và có giá trị dưới 30 triệu. Thì đối với bảng phân bổ công cụ dụng cụ này thì các bạn in ra từng tháng. Bằng cách là các bạn vào báo cáo, chọn uh, công cụ dụng cụ, chọn bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ, chọn kỳ mà các bạn cần uh, in bảng phân bổ. Ở đây chúng ta làm theo tháng do đó các bạn phải chọn in theo tháng để chúng ta dễ đối chiếu. Sau đó các bạn nhấn vào đồng ý. Nhấn xuất khẩu ra Excel nếu như các bạn muốn sự Excel hoặc nhấn vào in nếu các bạn muốn in trực tiếp từ phần mềm. Tiếp theo uh, đến tháng 2 thì các bạn cũng lại chọn bảng tính phân bổ và chọn kỳ là tháng 2. Sau đó cũng nhấn đồng ý và các bạn cũng xuất khẩu ra Excel hoặc là nhấn in trực tiếp từ phần mềm. Tương tự các bạn sẽ thao tác in tiếp từ tháng 3 đến tháng 12 đối với lại bảng phân bổ công cụ dụng cụ. Còn đối với tài sản cố định thì chúng ta sẽ in về sổ tài sản cố định thì các bạn cũng in theo tháng, 12 tháng. Để in sổ tài sản các bạn vào phần tài sản cố định chọn sổ tài sản, chọn kỳ mà các bạn cần in sổ sau đó nhấn vào đồng ý. Tại đây thì chúng ta nhấn xuất khẩu ra Excel hoặc là nhấn in trực tiếp từ phần mềm. Để in sổ tài sản của tháng 2 thì các bạn nhấn vào chọn tham số và chọn tháng 2, nhấn đồng ý, xong các bạn cũng xuất khẩu và in như bình thường. Tương tự các bạn chọn tham số à, lựa chọn từ tháng 3 đến tháng 12 lần lượt từng tháng 1 để chúng ta in sổ tài sản. Đối với thuế thì các bạn sẽ cần phải in tờ khai thuế giá trị gia tăng bằng kê mua vào bán ra. Tờ khai thuế thì các bạn sẽ phải lên trang thuế điện tử để tra cứu tờ khai. Các bạn vào phần khai thuế này, chọn tra cứu tờ khai. Và chọn loại là tờ khai thuế giá trị gia tăng Và chọn kỳ chúng ta cần tra cứu để lấy tờ khai Đấy, Sau đó các bạn nhấn vào tra cứu Sau đó các bạn nhấn tải tờ khai xuống Và in tờ khai đó ra Còn để in bảng kê thì các bạn sẽ phải vào phân hệ thuế Chúng ta mở tờ khai thuế đã lập Ở trên phần mềm Misara Và các bạn sẽ phải vào tab bảng kê bán ra và bảng kê mua vào Của từng quý hoặc từng tháng Để chúng ta nhấn vào xuất khẩu excel hoặc là nhấn vào chữ in để chúng ta in ra bảng kê đó thì để sau này các bạn kiểm tra đối chiếu ở giữa thực tế với lại sổ sách xem là có bị thừa thiếu hóa đơn nào không tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hàng tháng thì các bạn cũng tra cứu tại trên trang hóa đơn điện tử trên trang thuế điện tử gdt gov vn sau đó các bạn cũng tải xuống và in đối với giá thành thì tại công ty sản xuất thường thì các bạn sẽ phải vào báo cáo tổng hợp chi phí theo đối tượng tổng hợp chi phí chọn kỳ mà các bạn cần in sau đó tích chọn tất cả thành phẩm và nhấn đồng ý từ đó phần mềm sẽ mở ra cho các bạn một cửa sổ về bảng tổng hợp chi phí theo đối tượng tổng hợp chi phí công trình Đấy, thì sẽ như thế này và lúc đó các bạn sẽ in ra còn ở đây thì không có nên tôi sẽ không in mẫu đó còn đối với lại báo cáo giá thành liên quan đến công ty về dịch vụ áp dụng phương pháp tính giá thành công trình thì các bạn sẽ vào giá thành chọn báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình như thế này sau đó chọn kỳ các bạn cần lấy dữ liệu và tích chọn tất cả sau đó nhấn vào đồng ý tại đây các bạn nhấn vào chữ in chọn khổ giấy các bạn cần in và nhấn đồng ý nếu như mà muốn xuất khẩu ra excel thì các bạn nhấn vào xuất khẩu ra excel còn nếu muốn in trực tiếp từ phần mềm thì các bạn nhấn in trực tiếp luôn ngoài ra thì còn có các biểu mẫu khác liên quan đến giá thành thì các bạn cứ vào phân hệ giá thành này lựa chọn các cái biểu mẫu mà các bạn cần để chúng ta in từ phần mềm ra. Khi in thì các bạn lưu ý là nhớ chọn đúng kỳ thì chúng ta mới in được đầy đủ, còn nếu không thì sẽ bị short hoặc là bị thừa. Rồi đến tổng hợp bán hàng. Đối với tổng hợp bán hàng, các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn tổng hợp bán hàng ở bên dưới này, chọn tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và chọn kỳ các bạn cần lấy dữ liệu, sau đó tích chọn tất cả các mặt hàng và nhấn vào đồng ý. Các bạn nhấn vào chữ in và chọn khổ giấy là A4 ngang bởi vì các cột rất là nhiều. Sau đó nhấn vào đồng ý là được Thì phần mềm mở ra cho các bạn Một bảng tổng hợp bán hàng theo mặt hàng Từ đó các bạn nhấn xuất khẩu ra Excel Để các bạn in hoặc nhấn in trực tiếp từ phần mềm Ở Ngoài ra thì còn có các cái sổ sách khác Như là sổ chi tiết và sổ cái các tài khoản Đối với sổ chi tiết hoặc sổ cái Thì các bạn sẽ vào tổng hợp Sổ chi tiết các tài khoản Thì các bạn chọn sổ chi tiết các tài khoản Và tích chọn tất cả Và tích chọn kỳ báo cáo là kỳ mà các bạn Cần in sổ sách Đối với sổ chi tiết thì các bạn sẽ tích chọn tất cả các cái tài khoản chi tiết liên quan. Để muốn biết được là trong năm các bạn cần phải in sổ chi tiết hay sổ cái các tài khoản nào thì các bạn sẽ xuất khẩu cái bảng cân đối tài khoản ra. Từ đó nhìn vào đấy để các bạn nhặt số liệu để in sẽ dễ hơn. Và chúng ta nhớ là đối với sổ chi tiết thì các bạn tích vào tài khoản cấp 2 trở lên. Đối với tài khoản nào mà không có tài khoản cấp 2 mà chỉ có cấp 1 thôi thì các bạn sẽ tích vào tài khoản cấp 1 đấy luôn. Cấp 1 đấy luôn. Còn tài khoản nào mà có cấp 2, cấp 3 thì chúng ta tích vào tài khoản chi tiết để chúng ta in. Sau đó các bạn nhấn vào đồng ý. Nhấn vào chữ in, chọn khổ giấy là A4 ngang, nhấn đồng ý. Và đây chính là sổ chi tiết các tài khoản. À, các bạn là cần in trực tiếp thì các bạn nhấn vào chữ in, còn muốn xuất khẩu ra Excel thì các bạn nhấn xuất khẩu ra Excel. Đối với lại sổ chi tiết các tài khoản này thì tôi lưu ý với các bạn là chúng ta in tài khoản chi tiết nào thì các bạn chọn một tài khoản đó in xong tài khoản đó rồi thì các bạn tích bỏ đi và in tiếp đến tài khoản thứ hai thì như vậy cái sổ sách của các bạn sẽ đẹp hơn là chúng ta in liền mấy tài khoản một nhìn thế nó khá là rối. Còn đối với bảng tổng hợp công nợ phải thu phải trả thì các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng hoặc mua hàng. Đối với phân hệ bán hàng thì các bạn xem tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng, chọn kỳ các bạn cần xem dữ liệu và tích chọn tất cả các khách hàng nhấn đồng ý. Khách hàng nào có số dư ở bên nợ tức là còn đang phải trả tiền cho công ty các bạn còn có số dư bên có tức là công ty các bạn đang thanh toán tiền trước cho khách hàng đó số à, số dư bên có tức là khách hàng đó đang trả tiền trước cho công ty các bạn để muốn in tổng hợp công nợ phải thu thì các bạn nhấn vào chữ in sau đó chọn khổ giấy là A4 ngang và nhấn vào chữ in và nhấn vào chữ đồng ý tại đây thì các bạn nhấn in để chúng ta in trực tiếp từ phần mềm hoặc nhấn vào xuất khẩu giấy Excel để các bạn chỉnh sửa nếu muốn tương tự đối với lại chi tiết công nợ phải thu thì các bạn chọn chi tiết công nợ phải thu của khách hàng. Chọn kỳ các bạn cần in dữ liệu, nhấn vào tất cả các khách hàng và chọn vào đồng ý. Tại đây thì các bạn cũng nhấn vào chữ in và chọn khổ giấy A4 ngang, nhấn đồng ý. Sau đó các bạn nhấn in hoặc là nhấn xuất khẩu giấy Excel. Tiếp theo là đối với công nợ phải trả thì chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn tổng hợp công nợ phải trả hoặc là chi tiết công nợ phải trả để các bạn in. Sổ nhật ký chung thì chúng ta vào phân hệ tổng hợp chọn sổ nhật ký chung hoặc các bạn có thể chọn mẫu sổ nhật ký chung bên này các bạn có thể chọn là mẫu S03 sổ nhật ký chung hoặc là sổ nhật ký chung bên này cũng được ở đây thì tôi chọn là mẫu S03 và tích chọn uh, kỳ nhấn vào đồng ý sau đó các bạn nhấn vào in để chúng ta in chọn khổ giấy là A4 ngang để chúng ta in được nhiều cột sau đó nhấn vào đồng ý nhấn uh, xuất khẩu ra Excel hoặc các bạn có thể nhấn in trực tiếp từ phần mềm đó là sổ nhật ký chung. Ngoài ra còn các cái sổ sách báo cáo khác thì các bạn có thể lựa chọn trong phần báo cáo danh sách báo cáo này để các bạn in theo nhu cầu của các bạn. In xong nếu như muốn thay tên công ty Việt Hưng thành tên công ty các bạn thì chúng ta nhớ là vào youtube của kế toán Việt Hưng để xem cách đổi tên rất là nhanh cho tất cả các file luôn. Đó là tất cả các sổ sách mà kế toán cần phải in sau khi mà chúng ta hoàn thiện báo cáo tài chính. Đối với bộ báo cáo tài chính thì các bạn cũng tra ký ở trên trang thuế điện tử để chúng ta tải xuống và in ra. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ sách trên phần mềm MISA. Chúc các bạn thành công!